Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe nhiều bộ truyện hay trên kênh nha. Chúng ta lại cùng đến với bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Quyển 5, Kiến Văn Mê Tung. Lời giới thiệu: Hồng Vũ năm 31, từ năm 1398, Chu Nguyên Chương băng hà, Hoàng Thái Tôn Chu Duẫn Văn kế vị, sửa niên hiệu thành Kiến Văn, xưng Kiến Văn Đế. Sau khi đăng cơ, Chu Duẫn Văn ban hành khoan hình luật, lệ canh chức, khinh giao phú, cùng một loạt chính sách vì dân. Lịch sử gọi là Kiến Văn Tân Chính. Từ khi thực hiện Tân Chính, sức sản xuất trong xã hội triều Minh phát triển rất tốt. Nhưng Chu Duẫn Văn không vì vậy mà chịu ngồi yên làm hoàng đế, long lòng thu hồi quyền lực từ tay phiên vương. Vì thế, năm thứ hai sau đăng cơ, vị vương gia nắm quyền thế lớn nhất là Yến Vương Chu Đệ lấy danh nghĩa diệt phản loạn, dân binh phát động chiến dịch Tĩnh Nan, dai dẳng kéo dài 3 năm, chỉ kết thúc khi quân của Yến Vương chiếm được thành Nam Kinh. 3 năm chăm lo việc nước, tràn đầy nhiệt huyết trị quốc, đổi lại chú ruột làm phản, tướng thủ thành chưa đánh đã hàng. Đối mặt binh mã ngoài thành, Chu Duẫn Văn đã không còn đường lui, đành châm lửa đốt cháy hoàng cung. Thời điểm Chu Đệ dẫn quân vào thành, chỉ thấy hoàng cung chìm trong biển lửa, ngùn ngút tận trời, không thấy bóng dáng Chu Duẫn Văn đâu hết. Rốt cuộc Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn đã đi đâu? Đệ tử Mao Sơn của chúng ta lại tái xuất giang hồ, thao gỡ bí mật ngàn năm. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 6, Một Nửa Dấu Chân. Sao lại như vậy? Trương Nghị Thành cũng cảm thấy hồ đồ. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu nghe nói thứ này biết đánh du kích. Sao mánh khóe bắt lộ quân đối phó quỷ tử Nhật Bản năm đó lại được áp dụng trên người mình thế này? Bất đắc dĩ, hai chú cháu đành quay lại nhà Âu Kim Dương. Vừa đến cửa, chỉ thấy không khí bên trong giống như lễ truy điệu. Một đám bác trai bác gái khóc lóc than thở, đặc biệt là bà dì của Âu Ánh Oánh, trừng mắt lườm Trương Nghị Thành đầy vẻ giận dữ. Trương Quốc Nghĩa vô vai Âu Kim Dương, muốn nói gì đó lại thôi. Chú Âu, người đâu rồi? Trương Nghị Thành ngẩng đầu, thoáng nhìn Âu Kim Dương, vẻ vui mừng vừa rồi đã biến mất tiêu, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó còn hơn lần gặp mặt đầu tiên. Vẫn ở đây. Âu Kim Dương đứng dậy dẫn đường, để đến trước cửa phòng ban nãy. Hai người vừa ra khỏi cửa, con bé liền không nhận ra ai với ai, lại đứng bên cửa sổ, miệng vẫn lẩm bẩm câu: Sao còn chưa tới? Khoan đã. Thấy Âu Kim Dương muốn mở cửa, Trương Nghị Thành vội vàng ngăn lại. Chú Âu, bên trong ngoài Tiểu Vân không còn ai khác chứ? Âu Kim Dương lắc đầu. Không sao, cũng không phải thứ gì lợi hại. Vừa rồi nhất thời khinh địch, để nó chạy thoát, lần này còn sẽ thu phục nó. Trương Nghị Thành vừa nói vừa lấy la bàn. Kỳ Thành, lần này con giúp chú giải quyết nhanh gọn. Dì của con bị yếu tim, vừa rồi suýt chút nữa bị dọa cho ngất xỉu. Âu Kim Dương khẽ thở dài. Chú yên tâm. Trương Nghị Thành nhìn la bàn, chân mày bỗng nhíu lại. Ấy, quái lạ. Sao thế? Trương Quốc Nghĩa thấy vậy vội hỏi. Nghị Thành, có chuyện gì? Quái lạ. Trương Nghị Thành cầm la bàn, nghiêng trái nghiêng phải, sau đó lại lắc đầu, với tay đẩy cửa phòng. Chỉ thấy Âu Oánh Oánh đang nằm ngửa trên giường, tư thế hình chữ đại, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ rất ngon lành. Chú Âu, vừa rồi chị ấy cũng nằm thế này sao? Trương Nghị Thành thu lại la bàn, liếc nhìn Âu Kim Dương. Chỉ thấy Âu Kim Dương giống như trông thấy người ngoài hành tinh, hai mắt trợn tròn, miệng tựa hồ cũng không khép lại được. Cái này hị. Âu Kim Dương cùng Trương Quốc Nghĩa nhìn nhau nửa ngày. Lúc này mấy bác trai bác gái đang ngồi ngoài phòng khách cũng thò đầu vào, bắt gặp cảnh tượng trong phòng liền cảm thấy choáng váng. Nghị Thành, ta bảo đảm vừa rồi con bé còn đứng bên cửa sổ.
Âu Kim Dương tỏ vẻ lung túng và chút xấu hổ. Vậy chúng ta cứ đợi một lúc xem sao. Trương Nghị Thành cũng bất đắc dĩ, thầm nghĩ thủ đoạn của bút tiên này chẳng khác gì máy tính, gặp người không hiểu biết sẽ lập tức lăn ra hỏng, nếu khi mời thợ đến sửa thì lại chạy bon bon như thường. Lúc này Lê La Bàn ra kiểm tra, trong phòng chẳng có gì hết. Nếu nói oán nghiệt nhát gan bị mình dùng chấn sơn phủ đánh bỏ chạy còn dễ hiểu, nhưng hiện tại mình chưa làm cái gì, đến phòng cũng chưa vào, cửa cũng chưa mở, vậy mà oán nghiệt lại chạy mất tiêu. Gặp phải loại cao thủ đánh du kích kiểu này, cho dù là bán tiên cũng bất lực. Có cần gọi con bé dậy không? Âu Kim Dương yếu ớt hỏi một câu. Không cần, người bị ma nhập sẽ tổn thương nguyên khí, cứ để chị ấy ngủ. Trương Nghị Thành lặng lặng đi đến trước mặt Âu Oánh Oánh, dùng ngón tay kiểm tra hơi thở, cảm thấy hô hấp đều đều, chẳng khác gì người bình thường. Chết tiệt, đúng là rừng lớn chim thú gì cũng có. Trương Nghị Thành lôi từ trong túi ra một túi cho hương, cẩn thận giải một lớp lên bệ cửa sổ, sau đó lại xếp lên trên một hàng tiền xu. Chú Âu, chú cứ chờ trong này nhé. Trương Nghị Thành vỗ vỗ chiếc ghế dựa phía đầu giường, ý bảo Âu Kim Dương ngồi xuống. Con ra bên ngoài, có chuyện gì cũng đừng lên tiếng, trực tiếp gọi vào di động cho chú con. Dứt lời, Trương Nghị Thành ra khỏi phòng. Trước khi đi, không quên giải trước cửa mở lớp cho hương. Nghị Thành, con giải thứ gì đấy? Có tác dụng gì? Trương Quốc Nghĩa đứng bên cạnh cảm thấy tò mò. Cho hương à? Dùng để ngăn cách âm dương, đồng xu là bẫy. Trương Nghị Thành nói. Thứ kia không ở trong phòng, vừa rồi có thể đã thoát từ cửa sổ, nếu đó lại tiến vào sẽ không ra được nữa. Vậy người trong đó sẽ không có việc gì chứ? Trương Quốc Nghĩa tựa hồ có chút lo lắng. Chú không thấy con cũng giải ở cửa sao? Làm vậy thứ kia sẽ không nhận ra chúng ta đang ở bên ngoài. Với bản lĩnh của nó, một khi tiến vào phòng, đừng nghĩ sẽ thoát ra ngoài. Trương Nghị Thành cũng cảm thấy buồn bực. Nói thì nói vậy, nhưng ai biết bao giờ thứ kia sẽ đến chứ? Đúng như Trương Nghị Thành dự đoán, chỉ cần chuyên gia ở đó, máy tính sẽ chạy bon bon. Trong phòng khách, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đợi hơn một tiếng đồng hồ và không thấy điện thoại của Trương Quốc Nghĩa đổ chuông. Cậu nhóc, à không, cháu trai. Và Âu Kim Dương thấy một phòng đầy người mà không nói lời nào, tựa hồ có chút xấu hổ. Còn nói gì biết, rốt cuộc Tiểu Vân bị làm sao, có để lại di chứng gì không? Gì? Cái này con cũng không dám chắc. Trương Nghị Thành nói. Nếu muốn làm rõ nguyên nhân, em phải chờ đến khi Tiểu Vân tỉnh lại mới hỏi được. Không gần đây chị ấy có đến chỗ nào âm khí nặng, vì như mồ mả, nhà tang lễ, hoặc đã trải qua điều gì quá kích thích, vì như tận mắt thấy người nhảy lầu, tai nạn xe cộ gì đó, không thì bị chó hoang mèo hoang làm bị thương hay không. Nhưng việc này nếu người bình thường gặp phải sẽ không sao, nhưng nếu bát tự Tiểu Vân thuần âm, thân thể lại yếu, có khả năng sẽ thu hút một số thứ không sạch sẽ. Có điều gì yên tâm, 70 thứ gặp phải do bát tự thường không quá lợi hại, hơn nữa đảm bảo sẽ không có di chứng. Vợ nghe Trương Nghị Thành nói vậy, sang mặt dì Âu bỗng nhiên biến đổi, giọng nói có chút run rẩy. Hôm đó là tiết thanh minh, chúng ta dẫn Tiểu Vân đi thăm mộ ông ngoại con bé, lúc hóa vàng mã bỗng nhiên nói lạnh, liệu có phải... Hả? Trương Nghị Thành giật mình sửng sốt. Vừa rồi vì muốn che giấu cho huynh đệ, vừa luôn khẳng định vấn đề của Âu Ánh Oánh không liên quan đến bút tiên. Lâu này nghe gì Âu nói, có lẽ thật sự đúng như vậy. Dường như thứ này đã sớm được Tiểu Vân dẫn về nhà, mời bút tiên chỉ là mồi lửa. Dì có thể nói rõ hơn chút không? Mọi người đã đốt vàng mã ở đâu? Chị ấy có biểu hiện thế nào? Ở nghĩa trang công cộng, hôm đó đích thực hơi lạnh, con bé nói mình bị sờn da gà, bọn ta cũng không để ý lắm. Dì Âu rưng rưng muốn khóc, giọng nói nghẹn ngào. Cháu trai, nếu anh Oánh có bất chắc gì, chú
chúng ta biết sống thế nào đây? Dì Âu vừa khóc, mấy bà cô bà thím bên cạnh cũng bắt đầu sụt sùi, nước mắt long lanh. Không khí trong phòng thực chẳng khác gì nhà tang lễ. Sẽ không có việc gì đâu, dì đừng sốt ruột. Trương Nghị Thành nhếch miệng cười méo sạch. Trước giờ mình sợ nhất là trông thấy phụ nữ khóc lóc nỉ non. Vậy mà ai biết làm thế nào đây? Đúng lúc này, chợt nghe điện thoại trong túi Trương Quốc Nghĩa đổ chuông. Người trong phòng lập tức im bặt. Trương Nghị Thành phản ứng đầu tiên, mang theo Tử Ngọc cùng kiếm gỗ đào, vội vàng mở cửa muốn chạy vào trong phòng. Chỉ thấy Âu Oánh Oánh vẫn nằm trên giường. Âu Kim Dương bên cạnh, mặt mũi ỉu xìu, ngơ ngác nhìn mình. Có vẻ không phải chú ấy gọi điện. Trong phòng dường như chưa xảy ra chuyện gì. Nghị Thành, Trương Quốc Nghĩa ra cửa, điện thoại trong tay vẫn đang đổ chuông. Là mẹ con gọi. Trương Nghị Thành cười khổ, đưa tay nhận điện thoại. Alo. Dạ vâng, con đang ở cùng chú ba. Ây da, con đâu phải trẻ con, con có thể xảy ra chuyện gì? Con đã làm xong bài tập. Ai, con nói rồi, bọn con đang làm chính sự, mẹ qua đây làm gì? Vâng, con biết rồi. Rồi, mẹ cứ đi ngủ trước đi, khi nào xong việc thì con về. Chỉ thấy Trương Nghị Thành mặt nhăn như trái khổ qua, phân trần thêm mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Vừa xoay người, Trương Nghị Thành lập tức bị dọa cho hết hồn. Chỉ thấy dì Âu hai mắt đỏ hoe đứng đằng sau, vẻ mặt cảm động. Cháu trai, vì chuyện của Tiểu Vân mà khiến con vất vả, ta phải cảm ơn con thế nào đây? Dì đừng nói vậy, không có gì đâu. Trương Nghị Thành quay lại phòng khách, bật đăng dì ngồi xuống sofa. Thoáng chốc lại qua một tiếng, mặt bắt đầu díu lại. Mấy bác trai bác gái cũng lục tục ra về. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Trương Quốc Nghĩa, Trương Nghị Thành cùng dì Âu. Một lúc sau, Trương Nghị Thành lại đi đến phòng Âu Oánh Oánh, hé cửa ngó vào bên trong, muốn kiểm tra xem phát sinh chuyện gì hay không. Chợt, một bóng đen đang đứng trước cửa sổ, tóc dài xõa ngang vai, trông chẳng khác gì Sadako trong bộ phim điện ảnh The Ring. Trương Nghị Thành ra hiệu cho Trương Quốc Nghĩa, nhẹ nhàng đóng cửa, quay lại lấy đồ nghề. Sao chú Âu không gọi điện thoại nhỉ? Chẳng lẽ cũng bị... Trương Nghị Thành vừa dứt lời, dì Âu vốn đang ngủ mơ màng liền bật dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Không sao, dì đừng quá lo lắng. Trương Nghị Thành cầm Tử Ngọc cùng kiếm gỗ đào, eo buộc túi bảo bách tự chế. Trong phòng chỉ có một thứ, đều đã bám vào Tiểu Vân, khẳng định chú Âu sẽ không sao. Trước giờ chưa từng nghe một hồn ma có thể nhập hai thân thể. Trương Nghị Thành nhẹ nhàng đẩy cửa, nín thở bước vào phòng. Thấy Âu Kim Dương nằm gục bên mép giường, liền lôi từ trong túi bách bảo ra một cái bình nhỏ, đổ lên lòng bàn tay chút bột phấn màu đỏ, sau đó phủ nước miếng hòa tan, lại rút ra ba lá bùa, dùng ngón tay chấm dung dịch màu đỏ vẽ vẽ mấy đường, lần lượt dán lên ba mặt tường trừ cửa sổ, cuối cùng trực tiếp vẽ lên bốn bức tường. Nói ra cũng thật kỳ quái, Trương Nghị Thành vừa đặt nét bút đầu tiên, Âu Oánh Oánh bỗng xoay người, bắt đầu nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Trương Nghị Thành. Đến khi Nghị Thành vẽ đến mặt tường thứ ba, toàn thân Âu Oánh Oánh bắt đầu phát run, hai mắt trợn lồi như hai quả bóng bàn, đồng thời cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm ken két. Tư Mục Lão Ông Thiên Nguyên Thần, Thiên Chính Bát Sát Thú Phượng Tỷ, Ngô Bối Nhất Bất Tố Thái Giam, Thiên Vạn Biệt Học Quỳ Hoa Công, cập cập như luật lệnh. Cùng với tiếng hét lớn, chỉ thấy Trương Nghị Thành dùng kiếm gỗ đào quệt chút dung dịch còn dư trong lòng bàn tay, giơ lên qua đỉnh đầu, sau đó bổ một kiếm về phía Tử Ngọc đặt trên giường. Trong phòng bất ngờ nổ ầm một tiếng, giống như nhà ai đốt pháo. Bà la bùa trên tường lập tức bay xuống đất. Chỉ nghe Âu Oánh Oánh ở một tiếng trợn mắt té xỉu trước cửa sổ. Khác với lần trước chính là lần này miệng Âu Oánh Oánh sùi đầy bọt mép, chẳng khác gì người bị điện giật. Dì Âu rốt cuộc không nhịn nổi tò mò, nhẹ nhàng đi đến cửa. Vừa lúc thấy cảnh Trương Nghị Thành vung kiếm chém ngọc,
Dì Âu vốn nhát gan, hơn nữa còn nghe được tiếng nổ không rõ nguồn gốc, toàn thân mềm nhũn lăn đùng ra đất. Chị dâu! Trương Quốc Nghĩa hoảng hốt lớn tiếng hô hoán. Kim Dương! Âu Kim Dương! Chết tiệt! Mau tỉnh lại đi! Lúc này Âu Kim Dương vẫn đang gục bên mép giường, vừa rồi ồn ào như vậy cô không tỉnh, khiến Trương Quốc Nghĩa tức đến mặt mũi đỏ gay. Theo thuật ngữ trong Mao Sơn Thuật, tiếng ầm vang kia gọi là thiên phá. Thời điểm oán nghiệt bị thu phục hoặc trận cục bị phá sẽ phát nổ. Âm thanh lớn nhỏ tùy thuộc vào đạo hành của oán nghiệt. Đừng nói Trương Quốc Nghĩa, đến Trương Nghị Thành cũng không ngờ sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Theo kinh nghiệm, thứ nhập vào người Âu Oánh Oánh chẳng có bản lĩnh gì, xem chừng chỉ như quả pháo xịt. Oán nghiệt bị Trấn Sơn Phù dọa cho bỏ chạy, sao có thể tạo thành thiên phá lớn vậy chứ? Âu Kim Dương, giờ này còn mê ngủ sao? Trường Quân Nghĩa luống cuống, bản thân mình cũng không biết cách cấp cứu, chỉ có thể học theo Trương Nghị Thành, ân lên huyệt nhân trung của Âu Kim Dương. Nghị Thành, còn mau làm chú Âu tỉnh lại đi. Chú ấy không phải đang ngủ. Trương Nghị Thành mau chóng bế Âu Oánh Oánh lên giường, sau đó dùng ngón tay chấm nước miếng, vẽ vào lòng bàn tay một cái Trấn Sơn Phủ, mùa mày mấy cái, rồi vỗ lên đỉnh đầu Âu Kim Dương. Chợt nghe tiếng kêu thất thanh ngoài phòng khách. Mau, mau qua đây cứu người! Trương Quốc Nghĩa hét lớn. Giọng Trương Quốc Nghĩa nghe rất nghiêm trọng, Trương Nghị Thành cũng có chút sợ hãi, giúp Âu Oánh Oánh lau khóe miệng, sau đó lao thẳng ra phòng khách. Thì ra dì Âu có bệnh tim, chưa ra khỏi phòng đã té xỉu ngay tại cửa. Chết tiệt! Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Nghị Thành giật mình phát hiện trên lớp trò hương mình dài ở cửa ban nãy, thế nhưng có nửa dấu chân mờ nhạt. Hết chương 6. Chương 7. Chỉ tổ. Trương Nghị Thành chăm chú nhìn nửa dấu chân trên lớp trò hương. Một luồng không khí lạnh trực tiếp chạy từ gáy xuống dọc sống lưng. Nửa dấu chân kia giống như chân trần, trong khi mọi người ở đây ai cũng đi giày. Theo lý thuyết trong Mao Sơn Thuật, bình thường hồn phách đều lơ lửng trong không trung, chỉ có hồn phách mang nặng oán khí mới có thể bước đi trên mặt đất. Bởi âm khí nặng, hồn phách sẽ sinh ra trọng lượng. Loại hồn phách này đều đi qua nơi có vật liệu thuần dương như tro hương, chu sa, đương nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Không hay! Nhìn nửa dấu chân mờ nhạt trên lớp tro hương, dự cảm xấu lập tức dâng lên trong lòng Trương Nghị Thành. Vừa rồi thư kia bị đánh bật khỏi người Âu Oánh Oánh, và lúc dì Âu đứng ở cửa bị sốc, thời khắc này giờ ghi trên thân thể là yếu nhất, là thư kia nhân cơ hội nhập vào dì Âu. Vậy thì Trương Nghị Thành vội vàng lấy la bàn qua đi qua lại quanh tử ngọc trên giường, phát hiện la bàn không có phản ứng, chứng tỏ thư kia căn bản chưa bị thu vào trong tử ngọc. Mau đưa dì Âu vào đây! Trương Nghị Thành cất la bàn, vẻ mặt khẩn trương, vừa kêu vừa lấy mấy đồng tiền trong túi bách bảo xếp trước cửa phòng. Lúc này Trương Quốc Nghĩa đang bận ấn nhân trung của dì Âu, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng Âu Kim Dương bỗng dưng bật dậy, không nói hai lời bế vợ vào phòng, đặt dì Âu lên giường, đưa Tiểu Vân ra ngoài, mau lên! Trương Nghị Thành nhanh chóng sắp xếp. Trương Quốc Nghĩa không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mơ mơ hồ hồ bế Âu Oánh Oánh ra phòng khách. Âu Kim Dương đặt vợ trên giường, vừa định quay đi bỗng phát hiện hai mắt vợ mình mở trừng trừng. Xem ra thật sự đúng như Trương Nghị Thành phán đoán, oán nghiệt thừa cơ thay đổi đối tượng công kích. Bất chợt nhìn thấy mắt vợ như vậy, Âu Kim Dương sợ đến mức kêu lên thất thanh, loạng choạng dựa vào cửa sổ, chỉ nghe leng keng mấy tiếng. Đồng tiền Trương Nghị Thành đặt trên cửa sổ ban nãy để bể tay Âu Kim Dương hất văng xuống đất. Trương Nghị Thành thiếu chút nữa té xỉu. Đã là lúc nào mà lại xảy ra chuyện này? Âu Kim Dương ngây người, nhìn mấy đồng tiền cổ lăn lòng lóc trên sàn nhà, chui tọt dưới gầm giường. Để ta nhặt lại. Dứt lời, Âu Kim Dương run run rẩy rẩy ngồi xuống. Đừng nhặt! Vừa dứt lời, chợt thấy dì Âu bỗng nhiên ngồi bật dậy, nhìn Âu Kim Dương không chớp mắt. Trương Nghị Thành không kịp vẽ bùa, vùng kiếm gỗ đào
bổ lên đầu dì Âu, miệng hét: "Chú Âu, mau ra ngoài!" Âu Kim Dương đang nằm sấp mò mẫm dưới gầm giường, nghe tiếng Trương Nghị Thành vội vàng ngẩng đầu lên. Vừa lúc mặt đối mặt với vợ mình, chỉ thấy hai con mắt toàn long trắng. Âu Kim Dương giật mình kinh hoàng, mấy đồng tiền vừa nhặt cũng ném đầy đất, hai chân mềm nhũn. Mẹ kiếp, đúng là không có tiền đồ. Trương Quốc Nghĩa đặt Âu Oanh Oánh lên sofa trong phòng khách, quay lại liền nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời lôi sành sạch Âu Kim Dương ra ngoài. Thời hai ông chú không còn trong phòng, Trương Nghị Thành mới thở phào nhẹ nhõm, cắn rách đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên mũi kiếm, hướng cổ dì Âu chém một nhát. Kiếm bằng gỗ không thể thật sự chém người. Trong tình huống bình thường, động tác này của Trương Nghị Thành chỉ là làm bộ. Nếu tiểu quỷ tiểu quái không có đạo hạnh sẽ bị hù dọa mà thoát khỏi vật chủ. Nhưng không ngờ, một kiếm của Trương Nghị Thành hạ xuống, khoảng cách chỉ còn 1cm là chém vào cổ dì Âu. Đối phương vẫn không có ý rời đi, chỉ trợn trừng hai mắt nhìn chăm chăm Trương Nghị Thành, khiến cậu bé dùng mình ớn lạnh. Chẳng lẽ không phải thứ vừa rồi? Trương Nghị Thành cầm kiếm gỗ đào, cánh tay có chút run rẩy, trong lòng hối hận vì nhất thời lười biếng không mang theo đồ nghề chuyên dụng của cha mình. Thực ra đến giờ Trương Nghị Thành vẫn hoài nghi thứ mình thấy trên người hai mẹ con nhà họ Âu căn bản không phải là một. Oan nghiệt trên người Âu Oánh Oánh không hề công kích, còn bị Trấn Sơn Phụ dọa bỏ chạy. Còn thứ trước mắt, đôi mặt kiếm gỗ đào dính máu tươi vẫn thở ơ. Cùng một oan nghiệt mà có sự biến đổi lớn trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào lý thuyết hay kinh nghiệm đều không thông. Đúng lúc này, dì Âu bông dưng mở miệng nói: "Thế nào? Sao còn chưa ra tay?" "Chết tiệt, thật đúng là một người." Lời nói của dì Âu lập tức đánh tan nghi ngờ của Trương Nghị Thành. Xem ra to gan nhát gan đều cùng một oán nghiệt. "Chú Ba, chú cùng chú Âu và Tiểu Vân xuống lầu chờ con." Hảo hán không sợ thiệt trước mắt, Trương Nghị Thành thầm nhủ, tạm thời đành rút lui để bảo toàn lực lượng. Lúc này Trương Quốc Nghĩa đang loay hoay trước cửa phòng, nghe Trương Nghị Thành nói vậy cũng không khỏi sừng sốt. "Bỏ người xuống lầu trước đi." Trương Nghị Thành chậm rãi thu lại kiếm gỗ đào, không thể ở trong căn nhà này nữa. "Chú mau đưa bọn họ xuống lầu trước, còn với dì Âu sẽ xuống sau." Trương Quốc Nghĩa lập tức nghẹn lời. Đây không phải phong cách thường ngày của Trương Nghị Thành. Lần trước giải quyết mấy thứ bám trên người Liễu Mông Mông xa tinh ngàn năm, thằng nhóc này cũng chưa từng rút lui à? "Nhanh lên!" Chỉ thấy Trương Nghị Thành trợn mắt gào to, một tay cầm kiếm gỗ đào giằng co cùng dì Âu, một tay len lút tìm trong túi bách bảo. Trương Quốc Nghĩa gật đầu đóng sập cửa phòng, miệng hô: "Kim Dương, mau mau đưa Tiểu Vân xuống lầu." Âu Kim Dương vẻ mặt ngơ ngác: "Sao thế? Có cần gọi điện kêu thêm người tới hay không?" "Mẹ nó, đã thành ra thế này, gọi thêm người làm quái gì?" Trương Quốc Nghĩa lời giải thích, bế Âu Oánh Oánh từ trên sofa: "Mau mở cửa ra." Âu Kim Dương bị dọa cho choáng váng, tuy trong lòng bất an nhưng trước mắt chẳng còn lựa chọn nào khác. Khoác thêm cái áo rồi cùng Trương Quốc Nghĩa chạy xuống lầu. Mới ra khỏi cổng khu nhà, sợi nghe trên lầu nổ vang một tiếng, thanh âm không lớn nhưng tạo cảm giác như xuyên tim thấu xương, khiến người tê dại ra đầu. "Chết tiệt!" Trương Quốc Nghĩa luống cuống tay chân, mở cửa xe đặt Âu Oánh Oánh vào bên trong, sau đó quay đầu la vọt trở lại sảnh khu nhà. Đây là khu căn hộ cao cấp, thang máy đương nhiên hiện đại, tốc độ cũng nhanh hơn những nơi khác. Thế nhưng trong lúc chờ đợi, Trương Quốc Nghĩa lại cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Vất vả lắm mới đến tầng nhà Âu Kim Dương, vừa định bước ra khỏi thang máy bỗng nhớ mình đã quên lấy chìa khóa cửa từ chỗ Âu Kim Dương. Vạn nhân Trương Nghị Thành đang vật lộn cùng yêu quái, nào có thời gian rảnh đi mở cửa cho mình đây. Do dự một hồi, Trương Quốc Nghĩa quyết định trực tiếp đá văng cửa. Kết quả vừa nhấc chân chuẩn bị tung cước, bỗng thấy Trương Nghị Thành khó nhọc kéo vợ Âu Kim Dương đang sủi bọt mép bước ra. "Nghị Thành, thế nào? Còn không sao chứ?" Nhìn thảm trạng của dì Âu,
Trường Quốc Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Theo kinh nghiệm của anh ta, sùi bọt mép coi như không đáng ngại. Mau đi thôi. Trương Nghị Thành không giải thích nhiều, chuyển dì Âu cho Trương Quốc Nghĩa, sau đó lôi nửa túi cho hương còn lại dài đầy mặt đất. Trên xe, dì Âu cùng Âu Ánh Oánh là lượt tỉnh lại. Cùng mày không có việc gì, ngờ ngang chẳng hiểu sao mình lại ở đây. Cháu trai, Vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Âu Kim Dương chưa kịp hoàn hồn, dùng khăn giấy lau mồ hôi lạnh đầy mặt. Còn cũng không biết. Trương Nghị Thành cau mày, nói thật, những gì xảy ra hôm nay khiến Trương Nghị Thành hồ đồ. Nếu oan nghiệt này lợi hại, vì sao nó lại không tấn công, còn ở đó nói huyền thuyền với mình? Gặp phải Trấn Sơn Phủ liền trực tiếp bỏ chạy. Nhưng nếu bảo nó không lợi hại, vậy thì khi đối mặt với kiếm gỗ đào dính máu tươi, sau đó chỉ trơ mắt nhìn, hoàn toàn bất động. Căn cứ tiếng thiên phá to như pháo đùng ban nãy, có thể thấy ít nhất nó cũng thuộc cấp kiện tướng. Chú Âu, hay là vậy đi, chú cùng dì Âu, Tiểu Vân tìm khách sạn ở tạm vài hôm, còn dám chắc thư kia sẽ không đuổi theo. Để bảo đảm an toàn, tạm thời chú đừng về nhà. Cho con nhiều nhất 3 ngày, con sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, có được không ạ? À, được, được. Chỉ cần người không sao, thế nào cũng được. Ấy da, Tiểu Thành, con đúng là không đơn giản à. Âu Kim Dương quay đầu nhìn vợ cùng con gái Tiểu Vân. Thế không có gì nghiêm trọng, trong lòng thật sự cảm kích. Kim Dương, vừa rồi trong lúc anh bất tỉnh, em đã nhìn thấy thứ kia rồi. Nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Anh nhất định phải cảm ơn Tiểu Thành xứng đáng. Dì Âu bất ngờ nói một câu, khiến Âu Kim Dương dùng mình kinh sợ. Kim Dương, anh cứ yên tâm, chỉ tạm thời không về nhà thôi. Có Nghị Thành ở đây, không có yêu ma quỷ quái nào không trị được. Trước giờ Trương Quốc Nghĩa vẫn luôn to mồm khoác lác, lúc này mặc kệ tình huống thế nào vẫn không chịu khiêm tốn đôi chút. Về đến nhà, Trương Nghị Thành lại trằn trọc thức trắng đêm. Hôm sau dứt khoát cáo mệnh không đến trường, lội hết sách cổ của Trương Quốc Trung, bắt đầu xem từng quyển một. Phần lớn bản lĩnh của Trương Nghị Thành là nghe Lưu Lao Đầu cùng Trương Quốc Trung trao đổi, cộng thêm tự mình phát huy sáng tạo. Mấy quyển sách cổ toàn chữ phồn thể ngày thường vẫn luôn lời xem, thế nhưng lần này đích thực phải tự mò mẫm. Thứ nhất, chuyện lần này không thể nói với Trương Quốc Trung. Thứ hai, nếu gọi điện thoại cũng chưa chắc hỏi được cái gì, ngược lại sẽ liên lụy chú ba Trương Quốc Nghĩa bị ăn mắng. Vạn bất đắc dĩ, đành phải tự lực cánh sinh tìm đáp án. Xuân buổi sáng, Trương Nghị Thành loay hoay đọc 7-8 quyển sách, đến khi hai mắt đau nhức, đang chuẩn bị nghỉ giải lao chơi máy tính một lát, bỗng nhiên một từ xa lạ tiến vào tầm mắt. Chỉ tổ. Cái này là gì? Lật trang bìa, phát hiện quyển sách này kêu Thiên Sư 72 Pháp Mạch Tiên Chú Tập Lục. Hình như không phải sách của phái Mao Sơn. Tiếp tục xem, Trương Nghị Thành dần nhận ra điểm mấu chốt. Thì ra Chỉ Tổ chỉ hồn phách trẻ con. Trong sách không nói rõ giới tính của Chỉ Tổ, nhưng từ hai chữ này mà phân tích, chắc muốn chỉ bé trai. Được biết, Chỉ Tổ là một loài hồn phách dễ dàng bị thu hút cũng như khống chế. Đương nhiên Chỉ Tổ cũng không được xếp vào oán nghiệt hại người. Bởi suy nghĩ của trẻ nhỏ không phức tạp như người lớn, thế nên cho dù Chỉ Tổ bị chết không minh bạch thì cũng không có oán khí quá lớn. Nhưng điều kiện phải là sử dụng pháp thuật thích đáng, bằng không rất có thể phát triển thành lệ quỷ khó siêu độ. Mà rốt cuộc pháp thuật nào mới được coi là phù hợp, trong sách lại không nói rõ. Tóm lại, loại hồn phách trẻ con này cũng có tính tình giống em bé. Mặc dù quậy phá, mục đích cũng tương đối đơn giản, hành động không quá phức tạp, căn bản không làm việc xấu. Tuy nhiên, một khi chọc chúng nóng này, chắc chắn sẽ gây ra những chuyện khiến người ghê sợ. Sự cố chấp cũng như hiếu thắng, thậm chí còn hơn cả hồn phách người trưởng thành. Chỉ Tổ. Trương Nghị Thành cẩn thận nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.
thử bám trên người Âu Oánh Oánh thực phù hợp với đặc điểm của Chỉ Tổ. Thứ nhất là nhát gan, dùng Trấn Sơn Phù đã bị dọa chạy. Thứ hai, bị mình bức lui cũng không đánh trả, chỉ lẩm bẩm mỗi câu sao còn chưa tới. Nếu thật sự bị lệ quỷ nhập thân, chỉ sợ đã sớm lao vào cắn xé. Chẳng lẽ là thứ này? Nghĩ vậy, Trương Nghị Thành vội vàng cầm điện thoại. Alo, chú Ba, mau gọi cho chú Âu, hỏi hôm trước bọn họ hóa vàng mã ở nghĩa trang nào, sau đó qua đón con. Đón? Con muốn làm gì? Đến hiện trường điều tra, Trương Nghị Thành nói. Giải quyết càng nhanh càng tốt, cả nhà người ta vẫn còn vạ vận bên ngoài kìa. Hiện giờ ta đang bận chút việc, hay để ngày mai đi. Giọng nói Trương Quốc Nghĩa có chút uể oải. Chú Ba, người kia chính là bạn chú. Hôm nay con đã xin nghỉ học một ngày, ngày mai lại không đến trường, thầy chủ nhiệm chắc chắn sẽ gọi cho ba con, để lúc đó mọi chuyện sẽ bại lộ. Trương Nghị Thành dứt khoát nói. Ai, được rồi, ở nhà chờ ta. Trương Quốc Nghĩa mệt mỏi gác điện thoại. Mẹ, có thấy hộp máy tính của con ở đâu không? Trương Nghị Thành bắt đầu đục tung tìm đồ nghề. Lần Trương đã bị ăn khổ, kiếm gỗ đào thật đúng là không dùng được. Cách đây không lâu, bác hai, tức Lưu lão đầu, đưa Long Lân cho mình, vẫn chưa dùng lần nào. Như là cất kỹ trong hộp máy tính, nhưng hiện tại không thấy hộp đâu. Lục tung cả căn phòng vẫn không tìm ra. Con tìm hộp máy tính làm gì? Lý Nhị Nha đẩy cửa bước vào phòng. Hết chương 7. Chương 8, điều tra. Mẹ, mẹ ném đi rồi sao? Trương Nghị Thành ngẩn người, bộ dáng khóc không ra nước mắt. Mẹ chưa từng ném thứ gì của con, Lý Nhị Nha nói. Tất cả đều để trong hầm chữ thức ăn. Không chờ Lý Nhị Nha nói xong, Trương Nghị Thành đã xỏ giày lao thẳng xuống hầm. Quả nhiên bên cạnh lu gạo có một cái hộp. Trương Nghị Thành vội mở ra kiểm tra. Chẳng những có chùy thủ Long Lân, đồng máy và đĩa game mình yêu thích cũng đều ở đây. Qua chừng 40 phút, bên ngoài truyền đến âm thanh động cơ. Trương Quốc Nghĩa trực tiếp đẩy cửa bước vào sân. Nghị Thành, con lại nghĩ ra trò gì mới mẻ nữa hả? Chú Ba, con đang nghiên cứu cả buổi sáng, phát hiện hình như thứ kia là hồn phách trẻ con. Trương Nghị Thành nói, chúng ta đến nghĩa trang công cộng tìm hiểu nguyên nhân. Con quản nó là trẻ con hay người lớn làm gì, cứ bắt lại chẳng phải xong rồi sao? Trương Quốc Nghĩa nhếch miệng nói. Lục trực mấy thứ bám trên người Mông Mông rồi xả tinh ngàn năm đều thu phục trực tiếp tại hiện trường còn gì. Chú Ba, việc này không đơn giản như chú nghĩ đâu. Trương Nghị Thành nói. Chữa bệnh phải chữa tận gốc, là quỷ hay quái còn chưa xác định. Chưa tưởng muốn thu là thu sao? Không chừng đốt hai bó hương cùng chút hoa quả là có thể giải quyết. Nhưng chú cũng đừng quên, nhiều người tả mộ như vậy, nó không tìm ai khác mà chỉ nhắm vào người nhà họ Âu, khẳng định là có nguyên nhân. Rất có thể lúc còn sống đã gặp phải chuyện gì cho nên chết không nhắm mắt. Mà chuyện này chắc chắn liên quan tới nhà họ Âu. Chỉ cần tìm được nguyên nhân, giúp thư kia hoàn thành di nguyện, lúc đó chẳng cần làm phép, nó cũng tự động rời đi. Được rồi, tất cả nghe theo con. Trương Quốc Nghĩa chẳng còn cách nào, ai bảo mình không hiểu gì hết. Tỉnh Thủy Các Mộ Viên là một nghĩa trang công cộng xa hoa, nằm ở vùng ngoại thành. Chẳng những có núi giả cùng hồ nhân tạo quy mô khổng lồ, thậm chí còn có Phật đường chuyên môn cung phụng bài vị, có hòa thượng phụ trách tụng kinh liên tục. Sau khi tiến vào khu mộ, Trương Nghị Thành không khỏi kinh ngạc. Mộ viên quá rộng, nhìn không thấy điểm cuối, ước chừng có đến mấy ngàn ngôi mộ. Tuy trên bia phần lớn đều có di ảnh người đã khuất, có thể đoán tuổi, nhưng nếu tìm hết chắc cũng tốn khá nhiều thời gian. Cùng may Trương Quốc Nghĩa là người khéo giao tiếp, chỉ dùng một điếu thuốc đã lấy được thông tin từ người quản lý khu mộ. Tịnh Thủy Các là nghĩa địa công cộng xa hoa nhất nhì thành phố, người chôn ở đây đều có địa vị trong xã hội. Từ lúc khai trương tới nay chỉ chôn một đứa trẻ, chính là chuyện của 3 tháng trước, nằm ở khu A có giá cao nhất.
từ đất chôn đến bia mộ cũng đến mười mấy vạn nhân dân tệ. Số tiền này trong nội thành đủ mua một căn hộ. Theo sự chỉ dẫn của quản lý, dần nhanh Trương Nghị Thành đã tìm được ngôi mộ của đứa trẻ kia. Trên nền đá cẩm thạch đen bóng nằm một tấm ảnh chụp đen trắng hình bầu dục. Trong ảnh là đứa trẻ chừng 12-13 tuổi. Thấp hơn chút nữa là ngày hạ táng. Bia mộ không viết tên người cha, có vẻ là gia đình đơn thân. Ngồi xuống nhìn ngôi mộ, Trương Quốc Nghĩa thở dài. Hình như đã ly hôn, con trai lại qua đời. Ai, cuộc sống sao lại trớ trêu vậy chứ. Trương Nghệ Thành cẩn thận nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Đứa trẻ này trông có vẻ ngô nghê, ánh mắt vô thần. Cửa mặt này nếu không phải thiểu năng trí tuệ thì chính là che giấu u oán sâu đậm. Cậu bé này chết không cam lòng, khẳng định có chuyện không thể giải quyết. Còn nhỏ tuổi như vậy, có gì mà không thể buông bỏ chứ. Trương Quốc Nghĩa cau mày. Ây da, đã quên mua ít trái cây đến thắp hương. Vừa rồi ta đến chỗ bọn họ tiếp khách, chỉ có mấy quả táo hỏng bày trên cây đĩa nhựa rách nát mà bán hơn 30 đồng. Đồ như vậy cũng có thể cúng sao? Trái cây thắp hương, chú mua làm gì? Trương Nghị Thành thắc mắc. Chẳng phải con nói đốt mấy bò hương cúng chút hoa quả là có thể thu phục sao? Trương Quốc Nghĩa vẻ mặt kinh ngạc. Chúng ta còn chưa xác định rốt cuộc có phải đứa trẻ này hay không. Cho dù phải, con cũng đâu nói cúng trái cây là có thể giải quyết vấn đề. Trương Nghị Thành bình tĩnh nói tiếp. Trước tiên nên gọi hồn phách cậu bé này lên, hỏi thăm một chút xem có phải người chúng ta đang tìm hay không. Dứt lời, Trương Nghị Thành bắt đầu lấy đồ nghề trong túi ra. Thoáng chốc đã bày cả một đống trước bia mộ. Sau một hồi bận rộn, chỉ thấy Trương Nghị Thành nhăn mặt ghé xem mấy bia mộ xung quanh. Con nhìn gì thế? Không phải thằng nhóc này sao? Trương Quốc Nghĩa kinh ngạc. Không, là con không gọi được hồn phách đứa trẻ kia. Trương Nghị Thành nói. Để con thử hồn tự sẽ có phải thao tác có vấn đề hay không. Trương Quốc Nghĩa lơ đễnh nhìn quanh, chứng tỏ chính là người chúng ta cần tìm. Trương Nghệ Thành quay đầu đi đến ngôi mộ đối diện mộ Chu Hoàn Vũ, bày ra tư thế bắt đầu thử gọi hồn lần nữa. Chẳng mấy chốc là cây xung quanh bắt đầu xào xạc. Trương Quốc Nghĩa đứng bên cạnh bỗng cảm thấy một luồng âm phong quất vào mặt, toàn thân không khỏi rùng mình. Đúng rồi, Trương Nghệ Thành vội vàng dừng động tác, nhanh tay dập tắt hương nến. Thao tác của con không có vấn đề, nhưng hồn phách Chu Hoàn Vũ không tới. Xem ra thư nhập vào người Âu Oánh Oánh chính là Chu Hoàn Vũ. Thật sao? Vậy Trương Quốc Nghĩa nuốt nước miếng. Trận âm phong lạnh toát ở nơi như nghĩa trang đặc biệt khiến người ta tê dại. Chú đi mua đĩa trái cây 30 đồng về cúng đi. Trương Nghị Thành cười hắc hắc, duỗi tay chỉ vào ngôi mộ cách đó không xa. Làm phiền người ta đi một chuyến cũng nên trả chút phí vất vả chứ. Trên xe, Chu Hoàn Vũ và Âu Oánh Oánh, hoặc là hắn cùng với nhà họ Âu, quan hệ khẳng định không tầm thường. Hiện tại hồn phách của hắn không chừng còn ở nhà chú Âu. Hắn có vẻ rất gắn bó với gia đình này, gọi thế nào cũng không chịu quay lại. Trương Nghị Thành nói ra nghi vấn của mình. Chú ba, chú nói xem, đứa trẻ này có phải con riêng của chú Âu hay không? Trên bia mộ của hắn đến tên cha cũng không có. Chú hỏi thử xem, có phải chú Âu bao vợ? Ông, nếu có thì đừng ngại nói ra, chúng ta sẽ giữ bí mật. Thằng nhóc như con cũng biết nhiều quá nhỉ. Vợ bé vợ lớn cái gì, chắc chắn không có. Trương Quốc Nghĩa thiếu chút nữa nổi nóng. Thì chú gọi thử điện hỏi xem nhà bọn họ có ai quen biết Chu Hoàn Vũ không. Rồi chú Âu với mẹ của Chu Hoàn Vũ tên gì anh nhỉ? Đúng rồi, Chu Ngọc Phấn. Hỏi xem chú Âu có dây dưa gì với người này hay không. Nếu không, chú lập tức tra rõ lý lịch Chu Hoàn Vũ giúp con. Trương Nghị Thành nghiêm túc đề nghị. Tra rõ lý lịch? Trương Quốc Nghĩa cau mày.
Biết đi đâu mà cha, ta đâu phải cảnh sát. Không phải chú làm việc ở sở giáo dục sao? Trương Nghị Thành nói, chú nhờ người ta tra hồ sơ học sinh trung học có được không? À, đúng đúng. Lúc này Trương Quốc Nghĩa mới phản ứng lại, vội vàng lấy di động ra gọi. Không quen biết ai tên Chu Hoàn Vũ, càng không có quan hệ với Chu Ngọc Phấn. Vậy đi, lý lịch của Chu Hoàn Vũ ta sẽ tìm người cha. Ngày mai còn cứ đi học bình thường, có tin tức gì ta sẽ báo. Tuyệt đối đừng để thầy giáo gọi điện thoại cho ba con. Hôm sau, Trương Nghị Thành không kể với La Chân chuyện mình giúp Âu Oánh Oánh đuổi quỷ, mà giống như ngày thường ra hàng thuê truyện tranh về giết thời gian. Kết quả chưa đọc được tẹo nào đã nhận được điện thoại của Trương Quốc Nghĩa. Vì thế nhanh chóng chuồn khỏi phòng học. Trong điện thoại, Trương Nghị Thành được biết lúc còn sống, Chu Hoàn Vũ từng là học sinh chuyên thể thao của trường trung học Hàn Giang. Năm thứ hai phải đi học do bắc, sau đó thì qua đời. Gọi đến trường của Chu Hoàn Vũ xác nhận, hình như là ông thư máu. Chu ba, chú đón con ngay nhá, phải qua đường đó hỏi một chút. Nhà chợ ở đó. Thời khắc này Trương Quốc Nghĩa vô cùng hối hận, tự dưng mua dây buộc mình lăn lộn giải quyết chuyện nhà người khác, thật đúng là xui xẻo tám đời. Quy mô trường trung học Hàn Giang không lớn lắm, cũng không phải là trường trọng điểm, chỉ có cơ sở. Trường Quốc Nghĩa lấy tư cách là cán bộ sở giáo dục cùng Trương Nghị Thành là anh họ cậu bé đến gặp thầy Dương, chủ nhiệm trước kia Chu Hoàn Vũ. Theo lời thầy Dương, thành tích học tập của Chu Hoàn Vũ rất kém, tính cách cũng kỳ lạ. Tất cả các thầy cô từng dạy cậu ta đều nói đứa trẻ này chỉ số thông minh có vấn đề, chương trình sơ trung không khó, đạt mệnh. Vậy mà Chu Hoàn Vũ không có môn nào vượt quá 30, điểm tệ nhất thậm chí thấp hơn 10. Trường học cũng từng 3 ngày 2 bữa nói chuyện với phụ huynh, hy vọng có thể giúp cậu bé tiến bộ hơn, không ảnh hưởng đến việc chuyển cấp. Thế nhưng mẹ cậu ta sống chết không đáp ứng, bởi 9 năm đầu là giáo dục bắt buộc, học sinh không thể lưu ban, vậy nên cũng đành chắp vá cho qua. Nói đi cũng phải nói lại, tuy thành tích học tập của Chu Hoàn Vũ không tốt, nhưng tố chất cơ thể lại vượt trội so với học sinh cùng cấp. Động viên cấp 2 là thành viên chủ lực của đội điền kinh trường trung học Hàn Giang, đạt thứ hạng không tồi trong đại hội thể thao, vừa có hy vọng ghi danh vào trường chuyên nghiệp. Đáng tiếc lại mắc phải căn bệnh quái ác. Ở trường, Chu Hoàn Vũ có bản thân nào hay không? Nghe đến đây, Trương Nghị Thành bỗng nhớ lúc Âu Oánh Oánh bị nhập thân còn nói một câu sao còn chưa tới, hình như cậu ta có hẹn với ai đó. Không, thầy Dương lắc đầu. Theo tôi biết, đứa nhỏ này luôn độc lai độc vãng, chẳng qua lại với ai, cũng như không thích nói chuyện, tan học đều tự mình về nhà, không thì luyện tập ở sân thể dục. Trước giờ chưa từng thấy cậu ta có bạn bè. Vậy thầy có thể cho em xem đồ vật trước kia của cậu bé hay không? Vì như bài văn do cậu ấy viết. Trương Nghị Thành vẫn chưa từ bỏ ý định. Bài văn? Các vị xem cái đó làm gì? Thầy Dương cau mày. Văn cậu ta viết căn bản chẳng có nội. Văn cậu ta viết căn bản chẳng có nội dung gì hết. Không sao, chỉ nhìn qua một chút thôi à? Trương Nghị Thành nói. Em với Hoàn Vũ tình cảm rất tốt, chỉ mơ xem di vật của cậu ấy. Vậy hả? Được được. Thầy Dương gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, đứng dậy đi bên ngăn tủ tìm kiếm. Chốc lát sau, mấy bài văn thi ngữ văn được lôi ra. Chỉ thấy mặt trên có 3 chữ siêu siêu vẹo vẹo ghi Chu Hoàn Vũ. Trước giờ tôi không lưu trữ bài thi của học sinh, chỉ có duy nhất Chu Hoàn Vũ này thôi. Là xem bài văn, Trương Nghị Thành cũng buồn bực. Không biết Chu Hoàn Vũ ngây thơ bẩm sinh hay có ý định dẫn chơi. Bài văn chỉ viết 1/4 trang giấy, bảo sao thầy chủ nhiệm cố ý giữ lại bài thi của cậu ta,
lời văn quả thực ấn tượng. Mẹ tôi, mẹ nói tôi không có cha là do bà nhặt về. Sau này tôi nghe bạn học nói mẹ đã gạt tôi. Đứa trẻ nào cũng có ba, bởi ba mẹ nhất định phải kết hôn mới có thể sinh ra em bé. Tôi hỏi mẹ, vì sao lại gạt con? Người khác đều có ba, con nhất định cũng có ba. Mẹ nói đi, ba đang ở đâu? Con sẽ đi tìm ông ấy. Mẹ nói ba chết rồi. Tôi không tin, chắc chắn là ông ấy bỏ mẹ. Sau đó mẹ bắt đầu dùng gậy đánh tôi. Tôi cũng muốn tìm gậy, nhưng cái bà ấy đang cầm là cây dài nhất trong nhà. Tôi không thể đánh lại bà ấy, cho nên bỏ chạy. Chợ nước trên người không có tiền, tôi quay về đòi. Bà ấy liền cho tôi 500 đồng. Mẹ quả nhiên là người tốt. Thật đúng là mẹ nào con nấy. Nhìn bài văn chẳng ra đầu ra đuôi, Trương Nghị Thành cũng cảm thấy xấu hổ. Nếu những gì viết trong này là sự thật, vậy thì Chu Ngọc Phấn tuyệt đối còn ngốc hơn Chu Hoàn Vũ. Có điều bà ta cho một cậu bé một lần những 500 đồng có phải đã quá hào phóng hay không? Hết chương 8. Chương 9. Đứa trẻ không có cha. Thì ra đứa trẻ này muốn tìm cha. Rời khỏi trường trung học Hàn Giang, Trương Quốc Trung lái xe đưa Trương Nghị Thành đến thẳng nhà Chu Hoàn Vũ. Chu ba, có thể chú Âu nhất định có gì đó với mẹ Chu Hoàn Vũ, bằng không sao hắn lại tìm đến tận nhà chú Âu vậy chứ? Nhóc con, đừng ăn nói bậy bạ. Thật ra giờ phút này Trương Quốc Nghĩa cũng có chút do dự. Theo trí nhớ của anh ta, Âu Kim Dương là một người rất truyền thống, tuyệt đối là người chồng mẫu mực, kiểu gì cũng không giống hạng người trăng hoa phóng túng. Tiểu Thành, ta quen hắn đã hơn 30 năm, thật sự không nhận ra tên họ Âu này có tính lăng nhăng. Đúng rồi, nếu xác định Chu Hoàn Vũ chỉ muốn tìm cha mà Âu Kim Dương chính là hắn, con định xử lý thế nào? Vậy thì dễ làm, bảo chú Âu đến trước mộ Chu Hoàn Vũ thăm ba nén hương, bày đồ cung tế, cầu mấy tiếng con trai, căn bản sẽ giải quyết xong, ít nhất là về mặt lý thuyết. Nhóc con, thế mà không nói sớm, nếu có thể giải quyết chuyện này, mười đứa con trai hắn cũng nhận ấy chứ. Trương Quốc Nghĩa bật cười ha ha. Ai, chú ba, đâu có đơn giản như vậy. Vạn nhất chú Âu không phải cha hắn, chú biết sẽ có hậu quả gì không? Trương Nghị Thành thở dài. Sao nào, chả lẽ nó có thể biến thành yêu tinh ăn thịt người? Trương Quốc Nghĩa trợn mắt. Cũng gần như thế. Trương Nghị Thành gật đầu. Còn nữa, nguyện vọng tìm cha của Chu Hoàn Vũ chưa chắc đã là di nguyện lớn nhất của hắn. Chỉ bằng bài văn viết không đàng hoàng kia, tuyệt đối không đủ để kết luận. Nếu di nguyện của hắn không phải nhận cha, mọi việc chúng ta làm đều là công cốc. Tiểu khu nhà Chu Hoàn Vũ không khác mấy so với nhà Âu Kim Dương, cũng là chung cư cao cấp. Theo địa chỉ thầy Dương cung cấp, rất nhanh hai người đã tìm được căn hộ nhà Chu Hoàn Vũ. Tìm ai? Không lâu sau khi nhấn chuông, trong phòng có tiếng đáp lại, nghe giọng hình như là phụ nữ phương Nam. Tôi là người của sở giáo dục, muốn tìm hiểu một chút về hoàn cảnh gia đình học sinh Chu Hoàn Vũ. Trương Quốc Nghĩa dí thẻ công tác và mắt mèo trên cửa. Chốc lát sau, trong phòng truyền ra tiếng mở khóa lạch cạch. Tiếp theo, cửa trông trộm hé ra một khe nhỏ. Chúng tôi tìm đồng chí Chu Ngọc Phấn. Tôi là cán bộ sở giáo dục, muốn hỏi một chút chuyện về con trai cô ấy. Trương Quốc Nghĩa dứt khoát nhét thẻ công tác vào khe cửa. Chính là tôi. Sau cánh cửa thò ra một khuôn mặt trắng bệch như ma thắt cổ. Còn tôi đã chết, các người muốn biết cái gì? À, cái này. Trương Quốc Nghĩa ậm ừ nửa ngày, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đều đã đến với tư cách cán bộ sở giáo dục, nhất định không thể nói hồn ma con trai người ta đang gây họa. Rốt cuộc các người muốn gì? Chu Ngọc Phấn nhíu mày, xem ra tính cảnh giác rất cao. Chào gì là thế này? Con trai gì đang gặp rắc rối?
Trương Nghị Thành giải thích: chúng tôi biết con trai dì đã mất, cho nên mới đến tìm dì. Gặp rắc rối, Chu Ngọc Phấn tỏ vẻ do dự. Phải đền bao nhiêu tiền? Không phải chuyện tiền nong, chúng tôi có một số việc muốn tìm hiểu về Chu Hoàn Vũ. Vậy nó luôn ở đây đi. Chu Ngọc Phấn trước sau không chịu mở cửa. Chuyện này kể ra rất dài. Trương Nghị Thành bày ra vẻ mặt thành khẩn. Chúng tôi muốn biết lúc còn sống, con trai gì có nguyện vọng nào đặc biệt hay không? Không, có chuyện gì sao? Chu Ngọc Phấn liếc mắt đánh giá Trương Nghị Thành. Dì có thể cho chúng tôi xem di vật của Chu Hoàn Vũ hay không? Như nhật ký chẳng hạn. Trương Nghị Thành nghiêm túc nói. Các người xem cái đó làm gì? Chu Ngọc Phấn có vẻ mất kiên nhẫn. Rốt cuộc các người muốn gì? Thực ra con trai dì Chu Hoàn Vũ chết không nhắm mắt. Trương Nghị Thành nhấn mạnh từng chữ. Cái này liên quan gì đến các người? Mặt Chu Ngọc Phấn đầy vẻ cảnh giác. Còn một số việc nói ra chưa chắc gì đã tin. Trương Nghị Thành dùng một chút rồi nói tiếp. Tôi có một người bạn, Tết Thanh Minh vừa rồi đi nghe trang công cộng Tịnh Thủy Các tảo mộ. Sau khi trở về, tinh thần trở nên thất thường, đến bệnh viện kiểm tra cũng không ra nguyên nhân. Sau này mời một vị tiên sinh đến xem. Tiên sinh nói Chu Hoàn Vũ đang ở trên người bạn tôi. Nếu con trai gì có nguyện vọng chưa hoàn thành, chỉ cần giúp hắn thực hiện, ai cũng vui vẻ. Tôi nói vậy, dì có hiểu không? Đồ tâm thần! Giảm một tiếng, Chu Ngọc Phấn đóng sập cửa. Ấy, đồng chí, thẻ công tác của tôi. Trường Quốc Nghĩa vội vàng nhấn chuông cửa. Còn không đi, tôi báo cảnh sát. Chu Ngọc Phấn hé mở cửa phòng, ném thẻ của Trương Quốc Nghĩa xuống đất. Vừa định đóng lại, Trương Nghị Thành vội vươn chân chặn ở khe cửa. Dì Chu, dì có thể không tin, nhưng nếu dì không hỗ trợ, con trai dì sẽ bị người ta đánh cho hồn bay phách tán. Bỏ chân ra! Chu Ngọc Phấn nhăn nhó nhìn Trương Nghị Thành đầy vẻ giận dữ. Dì Chu, chúng tôi tuyệt đối không có ác ý. Thời điểm bạn tôi phát bệnh, chỉ luôn mồm nói một câu: sao còn chưa tới? Đây là manh mối duy nhất. Nếu dì biết rốt cuộc là chuyện gì, nhất định phải nói với chúng tôi. Đấy cũng là để con trai dì có thể yên nghỉ nơi chín suối. Dứt lời, Trương Nghị Thành chậm rãi thu chân. Đồ điên! Chỉ thấy Chu Ngọc Phấn giống như có chút do dự, nhưng ngay sau đó lại đóng sập cửa. Đi thôi, chẳng lẽ ở đây chờ cô ta báo cảnh sát sao? Trương Quốc Nghĩa sầm mặt. Trương Nghị Thành chẳng còn cách nào, đành quay lại thang máy. Chú ba, hiện tại con cảm thấy chú Âu nhất định trong sạch. Chú xem, người đàn bà kia chẳng khác gì ma thắt cổ. Còn nghe chú Âu thả chết cũng không thích cô ta. Ta cũng thấy phẩm vị của lão chú không tệ đến vậy. Dây dưa với người đàn bà thanh đá, tha thắt cổ còn hơn. Trương Quốc Nghĩa dứt khoát gật đầu. Đúng rồi, Tiểu Thành, hiện tại xem ra bên này không có tiến triển, bước tiếp theo con định làm gì? Trương Nghị Thành nhún vai. Chỉ có thể cố gắng thu phục. Có điều chắc sẽ phải tốn chút thời gian. Chẳng phải chú Âu còn có mấy căn hộ trong thành phố sao? Bảo chú ấy tạm thời chuyển nhà đi. Đừng nha, Trương Quốc Nghĩa vội vàng xua tay. Con cũng thấy đó, ta đã vô ngực nói mọi chuyện sớm kết thúc, giờ lại kêu người ta chuyển nhà, mặt mũi ta biết để ở đâu. Tạm thời thôi, còn đâu có nói là dọn luôn. Trương Nghị Thành liếc mắt lườm ông chú. Mấy chuyện như vậy đâu phải trò đùa. Thứ này kêu chỉ tổ, theo ghi chép trong sách cổ, nếu xử lý tốt thì không sao, một khi không đúng phương pháp chắc chắn mất mạng. Thứ này lợi hại hơn nhiều so với con quỷ thắt cổ trên người Mông Mông năm đó. Vấn đề hiện tại chính là con không biết rốt cuộc nên dùng cách nào mới thích hợp. Thứ này quá ít người biết, con xem 7-8 quyển sách mới tìm được chút thông tin về nó. Sách của ba con quá nhiều, muốn tìm hết chắc phải mất nửa tháng. Được rồi, ta bảo hắn tạm chuyển ra ngoài. Trương Quốc Nghĩa bặm môi, xem ra so với mất mặt, anh ta càng sợ
bị Trương Quốc Trung mắng. Hai chú cháu vừa nói vừa rời khỏi tòa nhà, kết quả mới ra đến cổng chợt nghe trên lầu có người hô to: "Hai người ở sở giáo dục kia, quay lại đây!" Trương Quốc Nghĩa sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ cửa sổ lầu 2 thò ra một cái đầu, tóc tai bù xù như rẻ lau nhà. Chính là Chu Ngọc Vấn, vừa gọi vừa vẫy tay, dường như đã hồi tâm chuyển ý. Chú cháu hai người lập tức quay lại căn hộ của cô ta. "Nhóc con, vừa rồi cậu nói đánh tan hồn phách con trai tôi là ý gì?" Chu Ngọc Vấn vẫn không chịu mở cửa, chỉ lo đầu ra hỏi chuyện. "Còn có thể là ý gì? Rõ ràng như vậy dì vẫn chưa hiểu sao?" Trương Nghị Thành dứt khoát bày ra tư thế bắn tỉa. Vừa nghe lời này, Chu Ngọc Vấn trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở rộng cánh cửa: "Căng người vào đi." Cạnh nhau mới 3-4 phút, thái độ Chu Ngọc Vấn liền thay đổi 180 độ, khiến hai chú cháu không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhún vai. Chẳng trách Chu Hoàn Vũ có thể viết ra bài văn như vậy. Vào nhà, Trương Nghị Thành thực hối hận vì không đeo mặt nạ phòng độc. Chỉ thấy căn phòng bừa bộn bẩn thỉu, chẳng khác gì chuồng heo. Căn hộ chung cư xa hoa như vậy này biến thành mỏ khí mê tan. Tuy nhiên, có thể thông cảm, người ta mới mất con, làm gì còn tâm trạng dọn dẹp nhà cửa. "Các người tự tìm chỗ ngồi đi, nhà hơi bừa bãi, đừng để ý." Chu Ngọc Vấn thuận tay ném hai đôi dép lê trước mặt Trương Nghị Thành. "Không sao không sao." Mặt Trương Quốc Nghĩa đầy vẻ bất đắc dĩ, sàn nhà này còn bẩn hơn đế giày của mình, vậy mà Chu Ngọc Vấn cũng không biết xấu hổ đòi người khác cởi giày. "Cách đây không lâu, tôi luôn gặp ác mộng, mơ thấy Hoàn Vũ thân mình trần trụi, quỳ gối trước mặt, ôm chân tôi khóc." Chu Ngọc Vấn châm điếu thuốc, tiện đà nép bao thuốc cho Trương Quốc Nghĩa. "Cô đừng quá đau lòng." Trương Quốc Nghĩa tiếp nhận bao thuốc, là loại đắt tiền, đáng tiếc vỏ bao rúm gió, thuốc bên trong đều cong queo. "Nó cũng nói với tôi câu nói đó, sao còn chưa tới?" Chu Ngọc Vấn rít một hơi, liếc mắt nhìn Trương Nghị Thành. "Vậy gì trả lời thế nào?" Trương Nghị Thành lộ vẻ tò mò. Chu Ngọc Vấn nói: "Lúc đó tôi đã khóc, nói với nó là sắp tới rồi, sắp tới rồi. Nhưng sau khi tỉnh lại, tôi cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói tới ai. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại y hệt, tôi mới cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng rồi, các người quen tiên sinh gì đó, sao không trực tiếp dẫn tới đây? Tôi muốn gặp ông ta." "Nói thật với gì, tiên sinh kia chính là tôi." Trương Nghị Thành cười nói: "Vừa rồi sợ gì không tin, cho nên mới nói dối." "Cậu?" Chu Ngọc Phấn đầy vẻ nghi hoặc. "Cha và bác hai tôi đều là đệ tử phái Mao Sơn, hiện tại bọn họ đang ở Vân Nam, cho nên chuyện này do tôi tự mình giải quyết." Trương Nghị Thành nghiêm túc nói: "Hy vọng gì có thể tin tưởng. Trên thế giới có một số thứ đích thực tồn tại, hơn nữa không giống như xem trên TV. "Nói vậy là cậu muốn đánh tan hồn phách con trai tôi sao?" Mặt Chu Ngọc Vấn lập tức đầy vẻ thù địch. "Dì Chu, nếu tôi thật sự muốn làm như vậy, hiện tại sẽ không đến tìm dì." Trương Nghị Thành không khỏi ngao ngắn, thầm nghĩ người phụ nữ này đúng là quả bom hẹn giờ, khỏi biết sẽ nổ lúc nào. "Đó là hạ sách, nhưng nếu gì có thể giúp chúng tôi tìm ra manh mối, sự tình sẽ dễ giải quyết. Con trai gì thuận lợi đầu thai, bạn tôi cũng sẽ khỏi bệnh, mọi người đều vui mừng. Hy vọng gì có thể cung cấp di vật của Chu Hoàn Vũ, tốt nhất là nhật ký hay bút ký gì đó. Chúng tôi muốn biết vì sao cậu ta lại nói sao còn chưa tới, là người, sự việc hay thứ gì khác." "Đầu thai, ý cậu là gì?" Dường như Chu Ngọc Vấn hoàn toàn bỏ qua lời nói về sau. "Dì Chu, đầu thai dì cũng không biết sao, là chuyển thế, tái sinh thành một đứa trẻ khác." Trương Nghị Thành cau mày. "Thế hả?
vậy sao con trai tôi không đi đầu thai? Chu Ngọc Phấn dường như đã hiểu. Dì giúp chúng tôi làm rõ việc này, hắn sẽ có thể đi đầu thai. Trương Nghị Thành cố gắng giữ bình tĩnh. Nó có thể đầu thai làm con tôi lần nữa không? Chu Ngọc Phấn tự hồ chẳng để bụng chuyện viết nhật ký. Có thể, bất quá gì phải. Trương Nghị Thành đang định nói tiếp, chợt nghĩ đề tài này có vẻ không phù hợp với độ tuổi của mình. Cô muốn con trai đầu thai trở lại, trước tiên phải sinh con cái đã. Hỏi câu không phải, chồng của cô. Trương Quốc Nghĩa trả lời khéo léo. Vợ nghe chữ chồng, mặt Chu Ngọc vẫn lập tức trầm xuống, rít một hơi thuốc lá, lạnh lùng nói: tôi không cần đó đầu thai, các người đi được rồi đấy. Dì Chu, xin hãy bình tĩnh. Trương Nghị Thành vội chuyển đề tài. Đúng rồi, có thể cho tôi xem nhật ký của Hoàn Vũ hay không? Nó không viết nhật ký. Chu Ngọc Phấn rốt cuộc cũng chịu trực tiếp nói vào vấn đề. Bình thường Hoàn Vũ ghét nhất là viết chữ, sao có thể viết nhật ký? Chu Ngọc Phấn vừa nói vừa vào phòng trong, lôi ra một cái vali. Đồ của nó đều ở đây, các người tự tìm đi. Trương Nghị Thành mở ra xem, lập tức trợn tròn mắt. Thì ra Chu Hoàn Vũ thâm tàng bất lộ này cũng là một tên cuồng idol. Trong vali toàn là tạp chí, đề can, album thần tượng, vân vân. Ngoài ra còn có một ít truyện tranh bản lậu, căn bản không có thứ nào viết tay. Bút tích duy nhất chính là mấy hình vẽ nguệch ngoạc trong sách giáo khoa. Dì Chu, thật không dám giấu giếm, tôi đã xem qua bài văn của con dì, dường như hắn đang muốn tìm cha. Dì có thể... Trương Nghị Thành khép lại quyển sách. Đừng nói nữa, nó không có cha. Chu Ngọc Phấn đột nhiên cao giọng, khiến Trương Nghị Thành giật mình kinh ngạc. Dì Chu, hiện tại không phải lúc cáu kỉnh, việc này rất quan trọng. Trương Nghị Thành ôn tồn nói. Nó thật sự không có cha. Chu Ngọc Phấn cúi đầu, ngữ khí bỗng dưng hòa hoãn đi rất nhiều. Dì muốn nói Chu Hoàn Vũ là nhận nuôi. Trương Nghị Thành ngẩng đầu nhìn Chu Ngọc Phấn, có vẻ không giống như đang nói dối. Anh ta không thể sinh con. Chu Ngọc Phấn châm thêm điếu thuốc, dứt khoát ngồi phịch xuống đất. Đứa nhỏ này không phải con anh ta. Ai? Ai không thể sinh? Trương Nghị Thành sửng sốt. Chồng tôi. Chu Ngọc Phấn cười lạnh. Hết chương 9. Phần đọc ngày hôm nay kết thúc tại đây. Trương Nghị Thành sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn hãy để lại bình luận của mình dưới video này để phát biểu cảm tưởng của các bạn sau khi nghe xong phần này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.